chồng của mình cũng như là bồ của chồng, đúng không? Không cướp đi mất cái khoảnh khắc hiện tại của mình. Thế thì có những trường hợp như thế này, có chị sau khi mà phát hiện chồng ngoại tình thì chị bảo là em buông hết cô ạ, em thí, em cho hết, em ra đi hai bàn tay trắng. Nhưng đấy không phải là sự buông bỏ, đấy không phải là cảm giác tốt nghiệp con người và tình huống. Bởi vì nếu mà mình gồng mình lên như thế thì cái nỗi đau đấy nó ăn sâu vào, tâm bệnh của mình nó phát thì thân bệnh của mình nó cũng phát. Nên chúng ta không cần phải gồng mình như vậy, mà chúng ta phải tìm kiếm sự an lạc, tìm kiếm cảm giác tốt nghiệp cái sự kiện đấy, tốt nghiệp con người đấy, tốt nghiệp tình huống đấy. Cái đấy là cái mà mình phải hướng đến. Có nghĩa là bạn sẽ được tự do tâm trí với tình huống đấy, với con người đấy.